Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sau đây chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo ra ngày hôm nay, ngày 15 tháng 5 năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hôm nay Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thonglun Sisulit và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Lào đến thủ đô Hà Nội bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Mục xã luận báo Nhân dân cho biết. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Thonglun Sisulit trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Lào, diễn ra sau khi hai nước Việt Nam và Lào vừa tổ chức thành công đại hội đảng ở mỗi nước. Nhân dân hai nước đang tích cực triển khai đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống. Chuyến thăm là sự kiện chính trị quan trọng, một lần nữa khẳng định Việt Nam và Lào tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại nhất quán của mỗi nước, đặc biệt coi trọng giữ gìn và không ngừng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào phát triển trong thời kỳ mới. Quyền riêng tư là một trong những quyền cơ bản và quan trọng của con người, đặc biệt là đối tượng trẻ em. Nhưng trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, quyền đó đang bị xâm phạm một cách nghiêm trọng từ việc trẻ em bị tiết lộ hình ảnh, bí mật đời tư trên truyền thông đến việc trở thành công cụ để các nhà sản xuất chương trình truyền hình tìm kiếm. Với nhan đề báo động nạn xâm phạm quyền riêng tư của trẻ em, báo Lao động cuối tuần hôm nay cho biết. Hiện nay ở nước ta có khoảng 15 chương trình truyền hình giải trí có khai thác trẻ em. Con số này có thể tăng lên trong tương lai vì khai thác hình ảnh trẻ em đang mang đến cho các nhà sản xuất lợi nhuận lớn. Đặc biệt, vì yếu tố cạnh tranh, tính thương mại hóa nên nhiều nhà sản xuất đang biến trẻ em thành món hàng kinh doanh. Thừa nhận rằng sự vô tư, hồn nhiên của trẻ em đã mang đến gam màu mới lạ cho bức tranh truyền hình thực tế đang có sự bão hòa hiện nay. Nhưng việc truyền thông, truyền hình khai thác quá mức đến đời tư của trẻ em đã khiến vấn đề trẻ em bị lợi dụng, xâm phạm quyền riêng tư càng thêm nhức nhối. Những ngày vừa qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên xuất hiện thông tin về các vụ việc học sinh bị đuối nước tập thể hoặc bị kẻ xấu dụ dỗ lợi dụng lòng tin để lừa bán ra nước ngoài. Diễn đàn Chủ nhật báo Quân đội Nhân dân cho biết. Để hạn chế tối đa những vụ việc thương tâm tương tự như trên xảy ra, trước hết cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành chức năng trung ương và cấp ủy chính quyền các địa phương. Nhất là các nhà trường và tổ chức đoàn thể cần tăng cường công tác chỉ đạo quản lý học sinh, thiếu nhi, tổ chức các hoạt động hè an toàn, không để xảy ra tai nạn. Đồng thời chú trọng đến công tác giáo dục, hướng dẫn các kỹ năng cho thanh thiếu niên. Nói như thế không có nghĩa là chỉ có sự vào cuộc của các ngành chức năng và chính quyền địa phương mà thiếu sự quan tâm, định hướng của gia đình. Do đó, các bậc phụ huynh, mỗi gia đình cần chú trọng và chủ động hơn nữa trong việc giáo dục kỹ năng sống, nhất là kỹ năng bơi lội, kỹ năng nhận biết sự nguy hiểm, kỹ năng tự vệ. Có như vậy, mỗi thanh thiếu niên mới tự tin, biết cách tự ứng phó và bảo vệ an toàn tính mạng của mình mỗi khi gặp nguy hiểm. Thời gian qua, xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cơ quan chức năng đã có những biện pháp ngăn chặn, phòng chống. Tuy nhiên, vấn nạn này chưa giảm mà đang có dấu hiệu nóng dần lên khi ngành chức năng liên tục phanh phui nhiều vụ việc liên quan đến thực phẩm bẩn. Trang nhất báo Quân đội Nhân dân có bài Gian nan cuộc chiến chống thực phẩm bẩn phản ánh nội dung này. Bài báo cho biết, thực tế người tiêu dùng vẫn sống trong tình trạng lo lắng, hoang mang về sự hiện diện của thực phẩm bẩn trong bữa ăn. Thực trạng cà phê làm từ bột đậu nành, tẩm hóa chất, bỉ lợn, mỡ bẩn, mực tẩy trắng bằng hóa chất độc hại, rau tồn dư, thuốc bảo vệ thực vật, thịt lợn chứa chất tạo nạc, thuốc an thần, thịt lợn tẩm ướp hóa chất thành thịt bò, nhổ lông gà, vịt bằng nhựa thông. Rồi đến việc trái cây tắm hóa chất cho thấy vấn đề thực phẩm bẩn hiện nay đã trở thành mối lo đặc biệt. Trong khi ranh giới giữa thực phẩm bẩn và thực phẩm sạch còn mong manh, việc kiểm tra xử lý chưa đáp ứng yêu cầu thì chính ý thức của người sản xuất, người kinh doanh trong việc đưa thực phẩm sạch, an toàn đến với người tiêu dùng sẽ góp phần làm lành mạnh thị trường thực phẩm, bảo vệ sức khỏe con người và đẩy lùi vấn nạn thực phẩm bẩn. Thời gian gần đây, tình hình tai nạn giao thông cũng như hiện tượng vi phạm tải trọng của xe ô tô kinh doanh vận tải diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã có công điện yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện trên đường bộ. Báo Nhân dân cho biết. Với mục tiêu kéo giảm từ 5 đến 10% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông. Giảm số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, cơ bản chấm dứt hiện tượng xe quá tải. Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục rà soát và hoàn thiện các quy định về quản lý và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, quản lý an toàn kỹ thuật phương tiện,
đào tạo sát hạch cấp phép lái xe, bổ sung quy định về trách nhiệm và xử lý vi phạm đối với chủ phương tiện vận tải, cơ sở đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, trung tâm đăng kiểm phương tiện, tiếp tục tái cơ cấu thị trường vận tải đi vào chiều sâu, nâng cao thị phần vận tải đường thủy, hàng hải, đường sắt và hàng không, giảm áp lực cho vận tải đường bộ. Mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.